Mến chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được con âm ly có model là Sansui AO Alpha 707L Extra. Những con mình đăng dịp trước Tết mình đã bán hết. Và cũng có một anh khách cũng có đặt mình cái con 707L Extra. Hôm nay mình về được hai con là 707L Extra và 707NRA. Mình sẽ quay clip video test để cho anh ở Hải Phòng xem và đánh giá các chức năng của máy. Đầu tiên là mình xin giới thiệu sơ lược về con Sansui 707L Extra. Đây là dòng âm ly cao cấp của hãng Sansui, được thiết kế mặt nhôm phay xước, từ khúc trở lên được thiết kế mặt bóng gương. Máy mình về con này là xinh đẹp xuất sắc, like new nha các bạn, không tì vết, không bị xước, còn rất sáng rất bóng. Được sản xuất vào năm 1989, có 3 dòng đời đó là 607, 707 và 907L Extra. Dòng 707L Extra Made in Japan, sản xuất tại Nhật, điện 100V và có công suất là 330W. Đánh được hai cặp loa A, B, A cộng B, tức là các bạn có thể đánh được từng cặp loa riêng biệt hoặc hai cặp loa cùng lúc phù hợp. Loa có trở kháng từ 4-16 ohm. Nếu loa của các bạn có trở kháng 6 ohm thì công suất ra mỗi loa là 160W. Nếu loa của các bạn có trở kháng 8 ohm thì công suất ra mỗi loa là 130W, tương đối lớn, nên các bạn có thể ghép những dòng loa cáp bát từ 30cm thậm chí 40cm thì dòng Sansui 707L Extra đã rất tốt. Chất âm của dòng này, tiếng bass rất là mềm sâu, mid chép sáng ngọt ngào chi tiết, phù hợp nhạc trữ tình, bolero, nhạc vàng. Tất cả các chức năng là mình test hoạt động hoàn hảo ngay các bạn. À đây, cái là volume có một cái khứa nè, trong có những chỉ số các bạn rất dễ nhìn. Bass nè, ứng to để chỉnh bass. Rep. Ba lăng phải. Trái. Lao nè. Giảm. Sắp đến chân cân mâm được hai. Mutin. Rồi sơ sơ là khi kết nối send return đằng sau, thông thường các bạn kết nối với vang số trộn lẫn âm thanh. Em khi cái băm điện thang gõ vào live CD, tuner, phono, tất cả có đèn. Nếu các bạn sử dụng những ngõ tép thì có tép 1, tép 2, tép 3 cũng tất cả có đèn. Các bạn sử dụng những ngõ rời xa thông thường như CD, live, tuner, phono thì các bạn bật sụt cho mình. Hiện tại mình đang kết nối ngõ CD. Sụt direct ha, bật direct không chỉnh bass tép ba lăng được. Đường thao Amberet thì có normal 1, normal 2 và phía trên nó có cộng 3 lăng. Khi các bạn kết nối qua ba đường này thì đèn chỗ này sẽ sáng. Khi các bạn kết nối qua đường 3 lăng normal 1, normal 2 thì âm ly này nó không qua phần rè, nó giống cục đẩy công suất, nên các bạn có thể sử dụng qua cái đường thao Amberet này để hát ok, lực đánh rất mạnh mẽ. Red out selector, đường thu. Rồi tổng thể con này lại mình bao xin tuyệt đối luôn, không dòng thuốc, không xài ba, tất cả còn nguyên sinh nguyên bản. Má gỗ nó là má gỗ zin, không trầy xước, không xước móc, rất đẹp nè các bạn. Những con L Extra trên kênh mình bán thời điểm gần đây là giá rất tốt nha các bạn. Bên phải cũng không trầy xước, không cứng móc nha các bạn. Rồi các bạn nhìn nhận ngõ rồi xa sau nè, các bạn nhìn nè, như mới luôn, tổng thể biết mặt sau là rất sáng. Tất cả ngõ rồi xa mình rút ra cho các bạn xem luôn. Đó, các bạn dùng máy chưa vệ sinh. Ở đây là đường phono, điểm tiếp mát, đường CD lightener, tép 1, tép 2, red light là không có hiệu ấm rút nghe các bạn. Rất trắng luôn các bạn, ít con nào được trắng như vậy nghe các bạn. Ở đây đường bao Ambrose thì có đường mo 1, no 2 và cộng 3 lăng. Khi các bạn kết nối qua ba đường này thì âm ly này giống cục đẩy công suất. Thông tin là số series 2411 Sansui AO 707L Extra IC 100V và 330W, đánh được hai cặp loa, phù hợp loa có trực kháng từ 4-16 ohm. Nếu các bạn đánh hai cặp loa thì phù hợp loa có trực kháng từ 8-16 ohm. Các bạn nhìn lại những cái tổng thể mặt sau là con này không có con nào mới như vậy nghe các bạn, rất đẹp. Dòng này thì các bạn muốn về nghe nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng rất hay, các bạn có thể chơi những dòng nhạc ở cao tiết hòa tấu, những dòng nhạc trẻ đều thiện rất tốt. Các bạn có thể ghép những dòng loa JBL, Pioneer, Dayton, Onico, Sevin Vega, Yamo, đó, Infinity đều đánh rất tốt nha các bạn. Dòng 707L Extra đợt này
về cái giá cũng rất là cao. Những cái trang mạng đấu giá các bạn nhìn những con 707 LK mà xinh đẹp xuất sắc như máy mình về giá rất cao. Vì vậy mình bán ra cái giá cũng tương ứng. Mình xin thông báo con 707 LK là mình bán với giá là 15 triệu đồng, mình bao ship toàn quốc đó, nếu bạn nào thanh toán đủ. Rồi mời các bạn nghe thử một đoạn. Gặp mặt nhau đây chốn này, họ hẹn thủy chung sắc son. Cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Rồi mình xin anh và các bạn, bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Con âm ly có model là Sansui 707 lỡ tra. Con này mình cũng chưa có thời gian để mình mở nội thất cho các bạn xem, nhưng mà chắc chắn nội thất con này là như mới nha các bạn. Đó, các bạn nhìn hai cái thanh trắng phao là các bạn biết độ mới ha, như mới này, không có điểm che rồi. Con giờ lỡ tra nó, những dòng lỡ tra đặc biệt là 707 lỡ tra thì chạy 8 con sò lắp, đặt tên là lắp non mai stick. Máy bán ra mình vẫn bảo hành 3 tháng nên các bạn an tâm mua về ngay trưng bày sử dụng với giá chỉ là 15 triệu đồng, mình bao ship toàn quốc. Bạn nào thanh toán đủ, còn ship code mình không bao ship. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.